Chào mừng quý anh chị cùng đến với kênh Ichimoku Club Cùng đến với video phân tích cổ phiếu tiềm năng Cùng với em Xuân Thủy ngày hôm nay Cũng như tiêu đề trên màn hình quý anh chị đang thấy Thì video ngày hôm nay chúng ta tập trung vào à, phân tích à, 3 mã cổ phiếu tiềm năng Mà có thể quý anh chị mình là trong ngày mai Là nó sẽ cho quý anh chị mình điểm mua phù hợp nhất Đó là ba mã cổ phiếu EVF, ORS và KBC Ok và không để cho quý chị mình chờ lâu nữa. Ngay sau đây kính mời quý chị chúng ta cùng đến với mã cổ phiếu ORS anh chị nhé. Thì kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay hiện tại mã ORS đang ở mốc là 15.9 anh chị. Và trong xu hướng tiếp theo khi ORS ngày hôm nay nó chạm có một uh, vượt qua được cái hỗ trợ rau găm ở cái vùng là 15.97 và ngày hôm nay ORS lên được uh, giá là 16 anh chị. Tuy nhiên rằng là đã uh, từ khi những cái phiên phục hồi anh chị thì ngày hôm nay mới là cái phiên đầu tiên của ORS nó có thể là vượt qua được và uh, chạm tới cái vùng uh, cản rau găm ở trong ngắn hạn. Và ngày hôm nay cũng chính là cái tín hiệu đầu tiên mà ORS cho thấy rằng là nó đang có cái xu hướng là muốn vượt cái cản rau găm ở trong ngắn hạn này đó là chính là ở cái vùng là 15.97, 16 anh chị. Và à uh, ORS nó cũng đã là tích lũy rất là nhiều phiên rồi. Đó, và trạng thái hiện tại của ORS là ngày hôm nay nó đã tăng và uh, vượt cái cản chưa thành công. Vậy thì uh, cái cơ hội tiếp theo và sắp tới của ORS là gì? Thì cụ thể như quý anh chị mình đang thấy rằng gì ạ? Thì cái trạng thái hiện tại của ORS là nó đã tiệm cận về cái vùng cản giao găm ngay trên đầu nó rồi. Và trong phiên ngày mai nếu như mà chiều hướng tích cực của ORS nó có thể là bứt phá lên được là từ cái vùng là 16 anh chị. Đó, từ vùng 16 trở lên thì đó lại là cơ hội quý chị mình bắt đầu là có thể là nắm bắt cái mã cổ phiếu ORS này ở trong ngắn hạn này anh chị nhá. Đó đó là mã cổ phiếu ORS. Và à, mời quý chị chúng ta cùng nhìn về à, khung đồ thị tuần của ORS thì hiện tại trong khung đồ thị tuần đã có liên tục rất là nhiều tuần ORS nó đã phục hồi có điều chỉnh, có phục hồi và cái tuần này là cái phục hồi của ORS đó và khi chạm đến đường Kijun ở trong khung tuần anh chị thì ORS nó cũng đã là chịu một cái áp lực bán ở đây và ORS từ tuần cuối tuần nó vẫn còn có dư địa để tiếp tục vượt được cái cản Kijun trong khung tuần nó cũng tương đồng với là cản giao găm ở trong khung daily anh chị và trong khung tháng đó thì hiện tại ORS nó đã vượt được lên hai cái sau găm trong khung tháng rồi. Tuy nhiên là đang bị cản mây ở bên trên đầu, đó là trong khung tháng. Còn trong ngắn hạn anh chị thì ORS tới đây khi mà nó vượt qua được cái vùng 16 anh chị. theo vào phiên sau thì cụ thể là cây nến nó cũng đã là là vượt qua được cái vùng eo mây mỏng này rồi. Thì như vậy là trên đầu của ORS nó rất là thông thoáng và khi nó lấy được vùng 16 thì ORS cái khả năng và cái dư địa tăng của ORS rất là nhiều anh chị thì tiềm năng cho quý chị mình là trước mắt ORS uh, nó có thể là về cái đến cái vùng uh, biên trên của cái thời gian trước đó cái biên sideways của nó đó là cái vùng 17.4 thì khi quý chị mình tham gia cái vùng 16 này mà nó lên đạt, đạt được cái target của nó ở vùng 17.4 thì nó sẽ cho quý chị mình cái lợi nhuận đó là uh, hơn 7 anh chị nhé uh, ok và một cái mã tiếp theo nữa đó kính mời quý chị uh, chúng ta cùng uh, đến với mã EVF. Thì kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2024. Đó, thì EVF ngày hôm nay đã rất là nhiều phiên rồi anh chị. EVF nó chưa vượt qua được cái cản giao găng đó, ở, ở trong ngắn hạn chính là cái mốc là 16.4. Đó là cái cản giao găm của EVF trong ngắn hạn. Thì cái phiên ngày hôm nay đó là có là từ trước đó là 1 2 3 có ba phiên tiệm cận về cái vùng cản của EVF trong ngắn hạn thì phiên ngày hôm nay nó đã chính thức là à, giao cắt qua anh chị khi lên cái mốc là 16.9 tuy nhiên rằng là khi nó vượt qua cái cản giao găm này thì cũng chính là nó về một cái mốc mà nó đang gặp một cái áp lực chốt lãi ở trong ngắn hạn thì cuối phiên nó lại quay trở về cái mốc là 16.3 và như vậy là nó vẫn chưa là hoàn thành được cái uh, uh, cái mục tiêu là lấy được cái hỗ trợ là 16.4 trong ngắn hạn Tuy nhiên rằng là gì ạ? Với ba cái phiên đã tiệm cận về à, chạm vùng giao găm và cộng với cái phiên hôm nay nữa nó đã có cái tín hiệu là giao cắt qua và xuyên qua rồi. Tuy nhiên là cuối phiên nó lại quay xuống thì phiên ngày mai nó lại tiếp tục vẫn ở à, cái mốc đồng đấy là 16.3 sát với cái vùng cản giao găm này anh chị. Đó, thì nó cũng sẽ là có cái dư địa rất là thuận lợi để lấy được cái cản giao găm này làm hỗ trợ Ở à, từ cái vùng là 16.45, 16.5 anh chị. Đó, thì ở cái điểm tham gia phù hợp nhất đó chính là 16.4 cho đến 16.5 vào phiên ngày mai nếu như EVF nó có cái sự uh, quay trở lại lấy được cái cản giao gom hiện tại làm hỗ trợ thì đó là cái thời điểm phù hợp để quý chị mình có thể là tham gia mở mua mã EVF uh, với cái nhịp T cộng anh chị nhé và uh, trong phiên ngày mai và những phiên tiếp theo khi EVF nó lấy được cái hỗ trợ từ cái vùng là 16.4, 16.5 này thì cái target đầu tiên mà EVF nó có thể tăng đến đó là 17.5. Đó, thì đó cũng chính là cái vùng biên trên của EVF của thời gian trước, nó là cái à, thời gian sideways. Và à, từ cái vùng 17.5 này anh chị, à, cái xung lực mà EVF có thể tăng được tiếp nữa thì cái target tiếp theo của EVF đó là 18.6 hoặc là tiếp theo nữa là cái đỉnh cao nhất của EVF trong ngắn hạn đó chính là 19.8. Đó anh chị nhá. Và ở trong khung tuần à, như anh chị thấy là gì ạ thì cái khách sạn khung tuần vẫn còn đang tồn tại với EVF và như vậy là gì ạ nếu như EVF nó có thể xuống cái vùng thấp là 15.6 chăng nữa thì khách khi khách sạn khung tuần nó vẫn còn tồn tại như vậy thì nó vẫn sẽ có à, tác động tích cực đến mã EVF và nó lại kéo EVF tăng lên đó thì trong khung tuần cái đường Kijun ở à, mốc 16.4 nó cũng chính là cái đường giao gam phẳng ở trong khung daily thì EVF à, ngày mai nó lấy được cái hỗ trợ À, hiện tại đang là cái cản giao găm trong ngắn hạn đó chính là vùng 16.4 thì nó cũng tương đồng với cái cản kỳ run ở trong vùng tuần thì EVF nó sẽ có cái dư địa tăng rất tốt đó anh chị và tiếp theo nữa kính mời quý anh chị chúng ta cùng đến với một mã cổ phiếu nữa đó đó là mã cổ phiếu KBC thì kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay KBC đóng đến với cái mốc là 32.1 anh chị. Đó. Và KBC nó cũng đã có là hai phiên. Đó, hai phiên ngày cả phiên ngày hôm nay là hai phiên đã chạm tới cái cản của nó trong ngắn hạn, chính là cái mốc là 32.12 anh chị. Đó là 32.12. Tuy nhiên là ngày à cái phiên trước đó là ngày 24 tháng 5 thì KBC khi đã chạm tới đúng không ạ? Là nó đã chịu một cái lực bán rất là mạnh, nó khiến cho KBC bắt buộc phải quay trở về à cái biên bên dưới là từ 30.5 cho đến là 30.8 phải tích lũy và cái phiên ngày hôm qua khi KBC đã tích lũy thì phiên ngày hôm nay tiếp tục ở cái vùng giá là 31.2 thì KBC nó lại có cái xu hướng đó là một lần nữa quay trở lại cái cản giao găm ở trong ngắn hạn tuy nhiên rằng là mặc dù chưa vượt được cái cản giao găm này anh chị tuy nhiên là KBC nó cũng đã có đủ sức mạnh để đóng nến sát với cái cản giao găm này và trong phiên ngày mai KBC nó chỉ cần là lên được cái vùng là 32.2 thôi anh chị 32.2 cho đến 32.3 thì khi đó đó là cái điểm tham gia phù hợp với quý anh chị mình quan tâm đến với mã KBC mà có thể nắm bắt được với cái nhịp T cộng ở trong ngắn hạn đối với mã KBC anh chị nhé đó đó nó là cái vùng này anh chị thì khi đó KBC nó lên được cái vùng mà biên trên À, cái cản giao găm Đó Thì nó cũng là tương đồng với cái à, Biên dưới của cái biên Sideway từ thời gian trước Thì đồng nghĩa với việc là Nó khi đã lấy được hỗ trợ Mà ở biên dưới này Thì cái dư địa của nó tăng lên à, Cái biên rất là rộng anh chị Đó Thì trước mắt KBC khi lấy được cái hỗ trợ này Là cái target của nó sẽ lên tới là 33.8 Đó Hoặc cao hơn nữa anh chị Cao hơn nữa chính là cái vùng quanh Cái vùng đỉnh cũ của nó là 36 Cho đến 36.2 Đó thì với cái biên lợi nhuận là tương đối là, là là, là tốt đó là cụ thể là từ 4% cho đến 11% anh chị nhé đối với KBC thì quý anh chị mình trong phiên ngày mai nó có thể canh KBC khi nó lấy được cái vùng hỗ trợ đó là 32.2 cho đến 32.3 đó là cái vùng tham gia là phù hợp đối với mã KBC thì ở trong khung tuần anh chị có thể thấy rằng lệch ạ cái cản trong ngắn hạn daily Nó khung daily cũng chính là cái cản kijun của KBC trong khung tuần và KBC nó cũng đã đóng đến sát với cái cản này rồi và nó cũng uh, phiên ngày mai và những phiên tiếp theo là KBC hoàn toàn là có cái dư địa khả năng là sẽ vượt lên cái cản này và sẽ về những cái vùng đỉnh trước đó uh, KBC nó đã uh, bị chiết khấu đi đúng không ạ và vì thì sẽ cho quý anh chị mình cái điểm mua tham gia rất là phù hợp anh chị nhé uh, OK là uh, đó là ba mã cổ phiếu mà Quý em Xuân Thủy muốn chia sẻ với quý anh chị trong cái video ngày hôm nay đó chính là EVF, ORS và KBC. Thì cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi video phân tích cổ phiếu tiềm năng cùng với em Xuân Thủy. Thì trong những buổi giờ khớp lệnh hàng ngày thì em Xuân Thủy cùng với anh em ITP sẽ luôn livestream vào khung giờ là 8 giờ 45 phút buổi sáng cho đến là 11 giờ 30 phút và tiếp tục vào phiên chiều là từ 13 giờ cho đến là 14 giờ 45 để hỗ trợ quý anh chị mình cũng như là tư vấn quý anh chị mình trực tiếp ở trong phiên sẽ đưa ra những cái kịch bản những tình huống và phân tích về thị trường và tín hiệu về những cái mã cổ phiếu tiềm năng mà có thể quý anh chị mình tham gia ngay được ở trong phiên giao dịch. Thì quý anh chị mình hãy nhấn một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh để thời gian tới anh chị và những phiên sau quý anh chị mình sẽ nhận được thông báo khi em Xuân Thủy sẽ có những buổi live stream và có những video phân tích về những mã cổ phiếu tiềm năng. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.